đội ngũ bài a khai a lập cố trung đài a mời hương a chương a a lời ta bài a phân a kim kích đôi bên sẵn sàng chờ theo kế lình a đang hiếm nguy đời anh đã tương tự trong xa kỳ như cường thổ an lành trung dân hãy nghe ta bài binh đôi hàng hội viên ngoài sang cú cùng và băng nào trên lên phép bài của ta chư tướng hãy nghe lệnh kiếm kích đôi bên sẵn sàng đội ngũ lĩnh ta mời hướng dương sang giữ cũ trong đài nghe lệnh ta phát pháo đề phương hà sa tiến A gai quang chuông chư tướng dân nhã lĩnh ra tay tận xá nhập ý duyên tiệc thượng mời ngay diện võ phục thân lai đáo bốn tiền nghinh tiếp hướng chương vào nơi chung miên môn để cho đây đó cùng nhau đảm đạo mời ngài đi trước tôi nô gót theo sau mời 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 ngài dạ cao dữ ha quân sĩ tướng tú tụ mời ngài thưa với ngài tôi muốn hỏi ngài trước khi vào tiệc cao cân hạ tướng cao khẩm hà ngôi tên tuổi chi đó khá phân bài khá phân lại cho tôi đây được rõ hớn dương ngài hãy nghe cho rõ tôi đây đang định có phiên cầu là nguyên soái phiên ban tên gì danh gọi là chương trình trước kim à tướng sĩ cao quân nơi phiên địa
sẵn hát về thử nơi chốn giữa xa trường. Chúng mời ngài đến đây đàm đạo một đôi lời, điều ra gì xin thọ giao dài kia. Đổi lời ngài con quá đất càng, tụi đây rõ hơi trường tình. Ngài cứ kiềm đại xối của biên thành, mời tụi đây sang dự yên tiệc đây. Nhưng mà người ta nói rằng rượu này rượu thịt, ngài lên phân rõ thiệt tình. Ngài nếu mà mời tôi tiên với chủ hạ như cách bớt là đúng và vâng. Dẹp ra đi rượu, tôi đem đi khác mời ngài. Nếu được xin na hãy dùng lời, tôi đây nào dám có nói sai qua. Vậy mời ngài hãy dùng ly rượu. À được, chứ đi ngài ngại, ngài ngại không? Nếu ngài ngại thì tôi đây sẽ uống. Hãy uống đi, hãy dẹp ngay cái ly này, mau mau đem ly khác để mở ngón dương. Tiệc rượu đã tàn, có chuyện gì ngại hãy nói qua. Tôi muốn xin hỏi ngài một điều kiện. Ngài muốn điều gì ngài nói đi. Điều thứ nhất, nước tôi là tiểu quốc, còn nước của ngài là đại quốc. Thập ngũ niên tiền, lưỡng bang chinh chiến, phiên bang chí nhược, thống quốc tư cường, thừa thắng dập biên cương, mà sát sinh ba quân tướng sĩ. Dụng thời địa chỉ, xếp tiên trọng lưỡng tình, phải bồi thường hao tổn chiến trinh. Điều đó ngài mới là điều hơi thiệt. À, làm gì dữ vậy? Chưa nói chuyện mà. Ngài cứ kia mà, đại soái ơi, đại soái muốn nói à, thập ngũ niên tiền à, à. Hai nước đã giao ganh ấy. Dạ thật. Nhược quốc ca di cường à, à. Xăm lên Nga coi bờ. Ngày hôm nay là đi đại nhân nhân. Thưa ngài, tôi đã cho ngài đường đi á. Còn điều thứ hai, ngài nên suy xét. Tôi ở đây dường lòng mà. Thế nào? Hảo tồn chiến tranh ngài đã bằng lòng bồi thường. Còn điều kiện thứ hai là ngài nói chuyện toàn chân. Xin ngài đơn chăm ma nhân chiêu. Báo bá ân đền nợ nước quan gia. Ngày nay gặp gỡ cho khi đây anh hào đớt lời cùng ngài. Hai điều kiện phân qua lời tôi đây phân to, phải nói tới ba điều. Còn điều thứ ba là ngài có bằng lòng nghe không ạ? Nói cho nghe cái sao? Nếu ngài muốn thì ngài hãy lên hạ cờ làm tiểu quốc. Nói để cho tôi được nhất thống à. Lên trên. Được không ngài? Đại số nó nghe kỳ quá. Dạ nay dùng nghe kỳ khôi quá đại số. Ngài nói rằng bây giờ tôi hạ cờ xuống làm tiểu quốc để cho nước ngài lên làm đại quốc ha. À, tôi xin hỏi ngài, ngài trả lời cho nghe. Ngài cứ hỏi. Ngài biết đại quốc là gì không? Đại quốc là phụ mẫu. Tiểu quốc. Tiểu quốc chỉ là tử tôn. Tiểu quốc là tử tôn. À, tôi đại quốc tôi là phụ mẫu, là cha, là mẹ. Dạ, đúng rồi. Ngài tiểu quốc là tử tôn, là con, là cháu. Có ai bao giờ mà con cháu mà đòi làm cha, làm mẹ không ngài? Ai? Đứa nào nói? Tôi nói cho ngài biết. Nếu ngài muốn vậy, đòi hỏi tôi ba điều.
tôi sẽ hỏi lại một điều nếu ngài thuận ý. Được, ngài cứ nêu ra, sói tôi bằng lòng chấp thuận. Này, một điều tôi nói ra từ khi ngài hãy ghi ở trong lòng. Về tâu tính quần hài mộc an, một dạ chúa bạc để ngài đổi tới tam bộ hành nhất bay đến ngài thần đáo quần điều. Chân đồng ý tôi trở về niên bàn. Hay có dương chú lấy chăm kinh khi nhục mạ phiên bang. Hãy mau mau bắt lấy hứa dương tịch bồi xa thủ. Chắc em dạ thưa ngài, cho tôi xin hỏi, tôi mời ngài sang đây hội yến là để đôi bên thắt chặt tình giao hữu với nhau. Chẳng hay người kế bên ngài á đích thật là ai lại dám xen vào nhân môn? Dạ thưa ngài, xin ngài hãy nói rõ người đó là ai. Hỏi người này hả? Thưa ngài đại soái, người này á cầm cờ đẩy xe, dù danh tiểu tốt mà cô nó buồn xè lắm, nó xếp nghe vậy. Dù đánh xe cũng phải có tuổi có tên, tương ví dụ làm sao hả tiệm? À vậy à, ngài muốn biết tôi cho ngài biết ha. Bảo gia dương chi chức. Chắc ngài, chắc ngài đại soái à, danh bảo tử Quỳnh Châu. Quỳnh Châu Quỳnh Châu nào? Có phải Quỳnh Châu ấp bái đầu? Tại ấp bái đầu ngủ từ thủ phạch của hồ, có phải? Chánh thị, chánh thị. Chẳng mang thanh tuấn dù ta đây ở nắng không quyền
mời hai uống chung mà rượu ta thương ta cho nàng. Kính bẩm với ngài, như tôi đi đây có chúa của tôi, nếu người có lòng trọng đại mời tôi một ly tử bôi, để tôi hỏi chúa tôi, nếu chúa tôi cho dùng thì tôi dùng, còn chúa tôi không cho của ngài ta xin trả lại. Được, nàng cứ hỏi. Dạ, kính bẩm cùng đệ hạ. Sao khanh? Như tướng quân Trương Kiền đấy có lòng trọng đại mời kẻ hạ thần một trung tử bôi, nếu bệ hạ cho kẻ hạ thần dùng thì kẻ hạ thần dùng, còn bệ hạ không cho của ngài ta xin trả lại. Quỳnh Châu. Dạ. Đại soái có lòng trọng đại, ta đi cũng cam chi ân. Người ta không mời thì thôi, người ta mời thì mình cứ dùng. Xin khoan dân. Cô theo đó mà dùng đó nha. Xin dân. Trời ơi, xuân dữ à. Phi giả dòng nhỏ trách ta vô tận. Có trước thì phải có tiễn chứ. Tôi đưa ngài vào, tôi đưa tiễn ngài về. Ý đồ đâu mà tôi muốn. Xin ngài miễn chấp cho. Cảm ơn ngài. Đưa về vài dặm đường được không? Cảm ơn ngài, ta về đây. Soi, dạ Quỳnh Châu về rồi Nguyên Soi ơi. À! Dạ Hơn Dương về. Về rồi á. Dạ về rồi. Dạ chả tức tôi là tức. Tức quá. Chư tướng. Dạ. Đuổi theo bắt được Hơn Dương. Cái vũ à. Vâng, chồng thương. Thank you.
thấy hội miễu Tây A chuẩn bị khai lễ, thỉnh đèn cày hai hàng chuẩn bị làm lễ tôn sói. Nhắc lại, sắp đến giờ làm lễ tôn sói, đề nghị ban quý tế chỉnh trang y phục, thỉnh khai lễ. Dàn hai đèn, hương đăng hai hàng để làm lễ tôn sói. Khá mau tin lời, hôn mê vô dĩ định khai phúc một kiếm như hà. À, mắt đẹp tay của nó không có đau tận xa. Khoan đã, khoan. Mắt trong ma dình là giang đàn quá yêu kiều dình là lại ngày xưa. Lòng mà ta thấy dự thân quen rồi, lòng mà nào, lòng nào âu lo. Xin nàng nói cho ta tưởng kỳ dân này ở nơi nào, hãy phân bài tường cho ta hay. Mắng kiếp tiền nhà ngươi, nhà ngươi muốn hỏi nửa mảnh kiếm tiền phải nửa mảnh kiếm tiền do lý đâu mà có, của cha mẹ ta để lại cho ta. Cha mẹ nàng để lại à? Nhưng tại sao để lại có nửa cái? Nếu thật sự ra đi, hãy nhìn xem. Trời, nhà ngươi nghe ta nói, tại sao nhà ngươi có nửa mảnh kiếm tiền? Phải, vì đôi ta đã hứa từ thời nhỏ, từ ta tự nhiên tranh giao mới rõ ràng. Cha mẹ ra bên đành tính hết trơn, vì nó là cho nên chia lìa đôi đứa. Nay sự thật hiểu ra nguồn cội, ta và nàng là đôi nghĩa vợ chồng. Đôi nghĩa vợ chồng. Mảnh kiếm tiền là kỷ vật giao thân, xin hãy hiểu ta trước kiềm, còn nàng chàng là Trương Kiềm, còn thế bé gọi tên là Quỳnh. Quỳnh Châu. Trương Kiềm. Quỳnh Châu. Giờ hôm nay ta gặp được nàng. Dạ. Được rồi, ta sẽ tâu lên cùng với Thiên Dương. Chàng hãy nghe em, mau trở lại Tóc Băng, đồng cùng nhau hòa tả Tóc Băng, rồi chúng ta sẽ điểm di thêm kiến. Được. Đồng cùng nhau cất bước. Hôm nay thân cận viên mang Hà Tung Ngọc Quỳnh Lân Thinh Lịnh. Cái gì vậy? Quỳnh Châu thế gì vậy? Quỳnh Châu đâu? Quỳnh Châu nay đã cự án giặc lô, cộng kinh đức đang công to giữa trung triều trung, cảm sắc ông đại di nguyên soái. Thánh hoàng giảng giảng tuế, ngày hôm nay triệt mời lục quốc đến dự lễ đàn đại soái. Dẫn khởi trung hưng tội tác, thời lê nhật quyết trùng tân, ứng hồ thiên như thuận lòng dân, lập bộ điện công di đại soái, điện công soái. Ban quý tế thỉnh khai lễ bước lên sân khấu.
cánh mời tôi lên coi sát.
trung chi hạ, thánh ân phổ chiếu chi quay, câu tam tai xin tấm ra ngoài, trừ ngũ phúc cỏ hầu đem đến. Khiêm nhịn tân mạo niên, sơ tam hoàng, thập bát dục, bộ ba ca sướng viên mạng, thiết lễ tôn xoáy, gương dòng lượng bà, thành tâm kinh chúc. Một lễ xin thay mặt cho nữ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh cùng tập thể diễn viên công nhân viên nhà công của đoàn xin thành tâm kính chúc lệnh ngũ hành miếu bà Tây An giang thở anh linh phò bá tánh thiên thu hiện hắc trợ ngu dân. Một lễ xin cầu chúc cho ban quý tế miễu bà Tây A nam nữ tân cựu cầu mong lệnh thánh ân hiển linh giáng phước gia hộ quý vị được thiên thêm tuế nguyệt nhân thêm thọ xuân mãn càng khôn phúc mãn đường phước sanh phú quý gia được thành lộc tấn vinh hoa tự tôn hưng. Một lễ xin cầu chúc cho toàn thể nhân dân quận 2 phường Bình Trưng Đông và Tây cùng bốn bậc sĩ nông công thương cầu mong lệnh thánh ân gia hộ cho bốn bậc sĩ nông công thương và quý vị sĩ đương chức thăng quyền tiền chức nông nghiệp gia ruộng trại trúng mùa công việc làm đắc quả thành công thương mại vụ mua mai bằng đất trăm năm còn dự chắc vì mối của nước nhà cầu mong cho mưa thuận gió hòa mưa an đất bắc gió hòa trời nam cầu cho an ổn cộng thôn muôn dân quan lạc hội hương sang giàu. Đặng đặng chân băng võ bá đồng lái thưởng lục hạ hòa nay soái đăng đàn bãi yết lĩnh bà cầu chúc hương thôn quan lạc ngửa mặt chúc phong điền vũ thuần cúi đầu hiển dạng thọ vô cương mừng bổ thôn an tại nhất cương chúc lương ấp hòa phong tam cú sắc phong nguyên soái chấp trưởng binh quyền đặng văn võ bá quan đồng bốn hô Tây Gia Điện năm Tân Mẹo đến đây được kết thúc. Xin kính chúc toàn thể quý liệt vị thật nhiều phước báo, vạn sự hạnh thông.